Thưa quý vị, vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vẫn luôn là điểm nóng được dư luận quan tâm. Mới đây sau những thông tin về việc ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 90 tỷ đồng đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Trong bài viết với tiêu đề Thủy Tiên phản hồi thông tin yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ, báo Thanh Niên cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi cho biết Thông tin cô yêu cầu bồi thường 44 tỷ đồng là không chính xác. Đồng thời khẳng định không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng như thông tin đang lan truyền. Nữ ca sĩ cho biết cô cũng không yêu cầu được xin lỗi vì thấy không quan trọng. Về việc bồi thường thiệt hại kinh tế mà bà Nguyễn Phương Hằng gây ra cho công ty quản lý, Thủy Tiên cho biết đây là số tiền mà công ty đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký. Thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất. Nữ ca sĩ viết, mặc dù trong sự việc này bên tôi và công ty quản lý không có làm gì sai hay vi phạm đạo đức pháp luật, nó chỉ đơn giản là một lời tố cáo vô căn cứ, hoàn toàn là bịa đặt của cô Hằng, mà gây ra hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề đến rất nhiều bên có liên quan. Thủy Tiên cho biết, sau nhiều tháng điều tra, cô được xác nhận không ăn chặn tiền từ thiện như thông tin lan truyền. Nữ ca sĩ bày tỏ, những gì mà tôi đã trải qua trong suốt thời gian dài cho đến hôm nay, có lúc cảm thấy quá sức chịu đựng của một con người huống gì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người. Thủy Tiên cũng vừa xác nhận với chúng tôi nội dung cô đăng tải trên mạng xã hội và nói thêm. Chúng tôi thống nhất yêu cầu bồi thường số tiền bị ngừng hợp đồng, bị kiện tụng và có giấy tờ bằng chứng cụ thể. Liên quan đến vụ việc, mới đây cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, bốn bị can còn lại giúp giữ vai trò giúp sức. Liệu sau khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ có động thái gì tiếp theo? những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những video sau